Em xin chào mọi người, trên tay của em là một con cận X5. Đấy. Con X5 này thì là một cái dòng phân cực cao cấp. Đối với khi anh em mua một con như này, nó sẽ kèm cho anh một cái hộp. Thứ nhất là phụ kiện, một là bao đựng kính, cái thứ hai là gồm hai cái đai đeo chống trượt cho anh em. Đối với con X5 như này thì nó đã tích hợp cho anh em là gai, muốn anh em muốn gai cái dây chống trượt, anh em chỉ cần là một động tác là mở cái này. Đấy, nút gai này, anh em bỏ cái dây vào, anh em bấm lại, xong. Đấy. Còn mình, những anh em mà mới chơi kính thì không biết nhận biết một cái kính xịn nó như sẽ như thế nào thì anh em có thể là nhìn đây. Đây là một cái kính thường, khi anh em một cái kính phân cực thường thôi. Đó, khi anh em đây là một cái bầu trời này, khi anh em bỏ ra ngoài bầu trời thì mình vẫn nhìn thấy được cái bầu trời là màu trắng. Nhưng đối với một cái trong kính xịn thì khi anh em bỏ ra ngoài bầu trời thì cái bầu trời nó sẽ chuyển qua một cái màu khác. Cái này nó không có tráng gương ấy. Đây, nó thực chất nó chỉ là như này thôi. Khi anh em chuyển là cái bầu trời hoặc là ánh đèn thì nó sẽ chuyển cho nó một cái tông màu là màu tím hoặc màu xanh, hoặc là bất kỳ cái màu nào. Đấy, anh em nhìn hai cái khác nhau. Được chưa? Đây, đó là cách nhận biết nhanh nhất một cái trong cận xịn. Và chất liệu cận này là bằng PC. Đấy, PC thì nó chống tiêu UV rất tốt. Và cái thứ hai là nó phân cực cực kỳ tốt. Đấy. Còn cái chất màu cho cái cận X5 này nó ra, nó sẽ là màu xanh như này. Đây, nó sẽ cho một cái màu xanh cho anh em như này, hợp với anh em nó đi câu cá và nhìn soi phao rất là rõ, phân cực cực kỳ là nét. Đấy. Đây là thông số kính. Còn bên góc này thì đây là 15%, này là cái độ truyền ánh sáng. Cái độ truyền ánh sáng càng nhỏ thì anh em nhìn vào những cái trời mà trời râm hoặc là trời nhiều mây thì nó sẽ cho rõ nét hơn. Còn nhược điểm thì trời quá là nắng thì nó sẽ cho anh em một cái nhìn nó hơi chói một xí, nó không ảnh hưởng nhiều. Đó, cái này vẫn đi đêm vẫn ok. Đó, thiết kế của con này nó sẽ cho nên một cái gò như này, cái băng cao su này, nó sẽ băng cao su giúp cho cái sống mũi của mình nó không bị đau khi đeo trong một thời gian dài như lái xe hoặc là ngồi câu hoặc là đeo quá lâu. Này, chất liệu của không cần nó được là bằng nhựa. Này, này là nhựa cao cấp ngay. Đây, bẹ đồ dẻo và đồ răng hồ nó rất tốt. Khi anh em những anh em không may thì mình bị bộ hay là bị gì đó, nó sẽ không bị sóc vào phần mặt như những cái cạnh mà không bằng kim loại. Họ chất liệu nhựa nó rất là an toàn, cực kỳ bền và dẻo.